xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Theo phân tích dữ liệu bầu cử sơ bộ của New York Times, nhiều cử tri ở các thành trì của Đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, đã không đi bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Con số này thấp hơn so với tỷ lệ năm 2020 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Dữ liệu này đã tô đậm bức tranh về chiến thắng áp đảo của ông Trump. Tổng thống đắc cử giành được Nhà Trắng không chỉ vì ông đã vận động được những người ủng hộ và cá nhân còn phân vân, mà còn nhờ nhiều cử tri theo đảng Dân Chủ không tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Một phần có lẽ vì họ không thích cả hai ứng viên. Giấc mơ xanh hóa tách giác kéo dài hàng thập niên của đảng Dân Chủ tiếp tục thất bại. Dù tổng số cử tri đi bỏ phiếu ngang bằng 4 năm trước, bà Harris có ít hơn ông Biden khoảng 450.000 phiếu, trong khi ông Trump có thêm 485.000 phiếu. Theo chuyên gia Brandon Schneider, nhiều cử tri tiến bộ trong thành phố coi bà Harris có quan điểm chung dung nên họ sẽ cảm thấy thuyết phục hơn nếu một người có quan điểm tự do nói về lý do nên bỏ phiếu cho phó tổng thống. Ông Snyder cũng kể thêm, trong tuần cuối trước ngày bầu cử, tại nhà một phụ nữ trung niên da màu, ông không thể tìm ra cách thuyết phục bà đi bỏ phiếu. Phụ nữ da màu từ lâu đã là một trong những nhóm trung thành nhất của Đảng dân chủ. Ông nói, khi phụ nữ da màu không bỏ phiếu vì cho rằng có bỏ phiếu cũng không thay đổi được điều gì. Khoảnh khắc đó là ngày tận thế với Đảng dân chủ. Trong khi đó, ông Trump đã tận dụng ngay các quy định bầu cử liên bang mới, lần đầu tiên cho phép các chiến dịch phối hợp trực tiếp với các nhóm bên ngoài, thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu. Donna, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ chia sẻ, ông Trump có cách tiếp cận mạnh mẽ và táo bạo hơn, liên tục truyền tải thông điệp sắc bén của các buổi vận động, podcast và trong những lần xuất hiện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ dường như chỉ tập trung vào 7 bang chiến địa và chỉ có vậy. Tại buổi dạ tiệc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, FBI vừa diễn ra tại Maalago ở Florida. Tổng thống đắc cử Donald Trump ca ngợi những đề cử nhân sự cho chính quyền mới của ông. Ông Trump nhìn về phía tỷ phú Elon Musk nói: Tôi là người tin vào chỉ số IQ cao. Tôi không thể đưa ông ấy ra khỏi đây được. Ông ấy chỉ thích nơi này và tôi cũng thích có ông ấy ở đây. Ông cũng ca ngợi doanh nhân Vivek Ramaswamy người sẽ cùng tỷ phú Elon Musk lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ. Cơ quan được thành lập để cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Tổng thống đắc cử còn đặc biệt nhắc đến ông Robert F. Kennedy Jr., người mang thái độ hoài nghi về vaccine, được đề cử lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ông Trump nói trước đám đông gieo hò khi ông Kennedy được giới thiệu. Mọi người thích cậu, Bobby, đừng quá nổi tiếng nhé. Ông Kennedy nhiều lần tuyên bố vaccine liên quan đến chứng tự kỷ, quan điểm bị nhiều quốc gia bác bỏ từ lâu. Ông cũng thành lập tổ chức Children's Health Defense, một nhóm chống vaccine hàng đầu. Cũng trong bài phát biểu mở đầu buổi dạ tiệc ở Maalago, Tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ cho biết 10 ngày trước cuộc bầu cử, ông nhận ra đã giành được sự ủng hộ của cử tri khi thấy đám đông lớn có mặt tại các cuộc vận động tranh cử của mình. Ông Trump nói, «Chúng tôi đã thắng tất cả các tiểu bang giao động. Chúng tôi đã giành được số phiếu phổ thông. Tôi rất vui mừng. Đây là một điều gì đó rất đặc biệt». Ông Trump nhắc lại chủ đề chung trong các bài phát biểu trước chiến dịch tranh cử của mình về tội phạm nhập cư, ma túy, lạm phát và việc muốn bảo vệ thể thao dành cho phụ nữ. Cuối bài phát biểu, Tổng thống đắc cử cho biết ban hiệu suất chính phủ sẽ đưa ra các báo cáo riêng lẻ và một báo cáo lớn về công tác tinh giản chính phủ Mỹ vào cuối buổi tiệc, cung cấp thông tin chi tiết mới đầu tiên về kết quả của cơ quan này kể từ khi được công bố vào đầu tuần. Ngày 15 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ đề cử ông Robert Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS. Lựa chọn này của ông Donald Trump gây tranh cãi khi ông Kennedy được cho là một nhân vật có thái độ hoài nghi về vaccine, cũng như có nhiều quan điểm y học không chính thống. Nếu đề cử của ông Trump được chấp thuận, cháu trai của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy sẽ có quyền kiểm soát sâu rộng đối với một bộ có hơn 80.000 nhân viên, 13 bộ phận và điều hành hơn 100 chương trình. Các cơ quan của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ quản lý lĩnh vực thực phẩm và thuốc men được người Mỹ sử dụng hàng ngày như việc quyết định xem các chương trình Medicare và Medical ID có trả tiền cho thuốc men và điều trị tại bệnh viện cho một người hay không, hay việc ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm cũng như thực hiện các nghiên cứu hàng tỷ đô la Mỹ về bệnh ung thư hay Alzheimer. Báo Guardian dẫn nhận định của bác sĩ Nhi Khoa Alastair McAlpin tại Bệnh viện Nhi British Columbia. Đây là một quyết định thật kinh khủng. Ông Robert Kennedy Jr. không được đào tạo về y tế ông ta cũng là một người chống vaccine và lan truyền thông tin sai lệch. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sự an toàn và sức khỏe của người dân Mỹ là yếu tố quan trọng nhất của mọi chính quyền và HHS sẽ đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo mọi người dân được bảo vệ khỏi các hóa chất độc hại, chất gây ô nhiễm, thuốc trừ sâu, sản phẩm dược phẩm và phụ gia thực phẩm vốn góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe đang lan rộng ở quốc gia này. Ông bày tỏ tin tưởng rằng ông Kennedy Jr. là người làm cho nước Mỹ vĩ đại và khỏe mạnh trở lại. Về phần mình, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kennedy Jr. nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực khỏi bộ này và cam kết mang đến cho người dân Mỹ sự minh bạch để họ có thể đưa ra quyết định về sức khỏe cá nhân. Cụ thể, ông cam kết sẽ giải phóng các cơ quan thuộc Bộ Y tế Mỹ khỏi sự thâu tóm của các tập đoàn, theo đuổi sứ mệnh biến người Mỹ một lần nữa trở thành những người khỏe mạnh nhất trên trái đất. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đặt câu hỏi liệu Thượng viện Mỹ và trong trường hợp Thượng viện do Đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát có chấp thuận để một nhân vật có nhiều quan điểm y tế gây tranh cãi như ông Kennedy điều hành bộ chịu trách nhiệm sức khỏe cho người dân Mỹ hay không. Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump đã bắt đầu quá trình xây dựng nội các với những lựa chọn đầu tiên ưu tiên cho các vị trí sát sườn tại Nhà Trắng. Hiện nước Mỹ đã bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thiết lập một nhóm tiếp quản quyền lực để bắt đầu tiến trình chuyển giao kéo dài 75 ngày. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của ông Trump trước ngày nhậm chức là bổ nhiệm mới khoảng 4.000 vị trí nhân viên chính phủ trong chính quyền mới, bao gồm những vị trí quan trọng như ngoại trưởng, các thành viên nội các. Mới đây, Thượng nghị sĩ Rick Scott đã ủng hộ bà Lara Trump, con dâu của Tổng thống Đắc Cử Trump, để thay thế vị trí của đồng nghiệp của ông là Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ông Scott viết trên mạng xã hội, Lara Trump sẽ là một thượng nghị sĩ tuyệt vời và đại diện tốt cho người dân Florida. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đã thua ông Trump trong cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng Hòa trong năm nay, có quyền bổ nhiệm người thay thế ông Rubio cho đến năm 2026. Bà Rara Cham, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business rằng bà chưa nói chuyện với ông DeSantis về việc bổ nhiệm người thay thế, nhưng bà đã cởi mở trước sự ủng hộ mà bà nhận được từ các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa khác, bao gồm Thượng nghị sĩ Katis Britt và Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna. Bà nói, nếu đây là điều tôi được đề nghị làm, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tôi không nghĩ bạn sẽ tìm thấy một người nào phù hợp với các giá trị và chính sách nước Mỹ là trên hết của ông Donald Trump hơn tôi. Hồi tháng 3, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC bỏ phiếu bầu ông Michael watley Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina, làm lãnh đạo mới của RNC. Bà Lara Trump, con dâu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, được bầu làm đồng chủ tịch. Thời điểm đó ông Trump cũng cho biết con dâu Lara Trump muốn trở thành đồng lãnh đạo RNC và ông ủng hộ điều này. Lara 41 tuổi, vợ Eric Trump, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn trong các nỗ lực truyền thông và gây quỹ của RNC với vị trí đồng chủ tịch. Bà trước đó nói RNC phải chi đến đồng xu cuối cùng để giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng vào cuối năm nay, bao gồm việc trang trải chi phí pháp lý cho cựu tổng thống Mỹ. Phát biểu khi nhậm chức, ông Wattley và bà Lara cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với ông Trump, con dâu cựu Tổng thống Mỹ dơ một tấm xét trị giá 100.000 đô la Mỹ trong lúc phát biểu, cho thấy đây là khoản tiền đóng góp mà RNC vừa nhận được tại buổi lễ, song không tiết lộ ai là người viết tấm xét. Tuy nhiên, gần đây sau khi thắng cử, ông Donald Trump tuyên bố không muốn các thành viên gia đình con cái của mình phục vụ trong chính quyền Mỹ sắp tới. Vừa qua, ngoại trưởng Iran, Seyed Abbas Arachi đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, IAEA, Rafael Grossi ở thủ đô Tehran. Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân, song điều này phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc của các bên trong vấn đề này. Theo tuyên bố của Bộ ngoại giao Iran, ông Arachi cho biết các cuộc đàm phán giữa ông với người đứng đầu IAEA tốt đẹp và mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ vạch ra một con đường mới để giảm căng thẳng liên quan đến các vấn đề hạt nhân giữa Iran, cơ quan này và các bên khác. Ngoại trưởng Iran nêu rõ, do chắc chắn đạt được bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân chiến thuật mà nước Cộng hòa Hồi giáo đang theo đuổi, nên Tehran không có vấn đề gì khi hợp tác với IAEA và có thể tiếp tục các hoạt động hợp tác này. Tuy nhiên, các bên khác cũng cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của họ. Sau cuộc họp với Tổng giám đốc IAEA, người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, AEOI, Mohammad Eslami cảnh báo, Tehran sẽ nhanh chóng phản ứng với bất kỳ nghị quyết nào mà Hội đồng thống đốc IAEA đưa ra chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo. Tại cuộc họp báo chung, ông Eslami tuyên bố Iran sẽ không bị ảnh hưởng trước các sức ép và sẽ thúc đẩy chương trình hạt nhân chiến thuật trong khuôn khổ lợi ích quốc gia. Ông Eslami cũng bày tỏ sẵn sàng duy trì hợp tác với IAEA. Khi được hỏi về nguy cơ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran, ông Grossi nhấn mạnh các cơ sở này không nên là mục tiêu của bất kỳ vụ tấn công nào. Theo ông Grossi, IAEA và Iran đã hợp tác trong thời gian dài và hiện là thời điểm quan trọng để đạt được những kết quả rõ rệt cũng như truyền tải thông điệp đến thế giới rằng các bên chọn con đường khác thay vì đối đầu. Tổng giám đốc IAEA dẫn đầu phái đoàn đến Tehran ngày 14 tháng 11 để hội đàm với giới chức Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran, trong đó có việc IAEA tuyên bố đã tìm thấy dấu vết uranium tại một số địa điểm chưa được Iran báo cáo, trong khi Tehran nhiều lần bác bỏ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết Washington mong muốn Iran hành động thay vì lời nói về chương trình hạt nhân của mình.